Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Nếu các bạn thích chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi game Five Nights at Freddy's. Ủa bà làm gì vậy? Bà nói chuyện bình thường không được hả? Thì đây là game kinh dị mà bà phải nói chuyện vậy đúng không? Trời ơi, mình nói rõ cho người ta biết là mình đang chơi game gì chứ. Là game gì không nghe được gì hết trơn. Để tôi đọc lại nha. Hôm nay chúng ta sẽ chơi game Five Nights at Freddy's. Yeah. Ok. Ok, và mình nghe nói rằng là dạo gần đây hình như là nó mới ra một cái phần mới thì phải bạn ạ. Yeah. Cho nên chúng ta sẽ vào chơi thử nha bạn nha. Ồ, khoan từ, có ai đây? Hello, một cậu bé hả? Ủa khoan, con trai con gái vậy? Không biết nữa. À, con gái. Gì đây? Ồ, rồi, tôi hiểu rồi bạn ơi. Đây là một nhân vật nữ, chắc nhân vật nữ này á là bạn của cái nhân vật nam trong phần trước. Ủa, hình như là cái gót hay gì đó. Ờ đúng rồi, hình như là nhân vật nữ này đang đi đến để tìm bạn của mình hay sao á. Cô tâm dữ vậy? Wow. Trời ơi, vô từng đây tìm bạn luôn rồi. Đúng rồi, trong đây sợ thật sự luôn á. Ôi trời ơi, Sam ơi, Sam nhìn nè, cái khu này giống như kiểu gọi là nó bị bỏ hoang lâu lắm rồi vậy á. Hình như vô vậy đây vẽ tùm lum la. Ông nhìn thấy gì không? I will back soon, có nghĩa là cái đó tôi sẽ trở lại thôi đúng không? Tôi sẽ trở lại. Là đang sửa chữa, chỗ này đang sửa chữa hay sao? Hình như thế tôi nghĩ. Đang sửa chữa kiểu gì mà tôi cảm giác giống như là nó đang bị phá hủy luôn á. Chứ sửa gì bà nhìn nè, vẽ bậy tùm lum la nè, rồi mấy cái đồ chơi đồ kiểu vứt tùm lum la. Từ từ đây. Cái gì đây? Bên này nó sáng sáng nè, tận thường cái chỗ sáng sáng nè. Ôi, tôi mới thấy nó cử động nha. Ê, nó cử động kìa. Vậy nó đưa cho mình cái nó đưa cho mình cái đèn pin đó bạn ơi. Trời ơi. Đưa cho mình cái đèn pin. Không vậy? Ok, cảm ơn bạn nhiều nha. Có đèn pin thì mình sẽ soi sáng dễ hơn các bạn ơi. Đúng ok, rồi. Được. Rồi bây giờ đi đường nào đây? Đây, bên này. Bên này. Trời ơi, nó ghê quá bạn ơi. Ủa, cái con này con Freddy nè. Freddy nè bạn, cái này cái tượng của Freddy nè. Nhưng mà nó bị hỏng rồi, bây giờ nhìn nó ghê thật sự luôn các bạn. Ghê quá. Oh my god. Ê, tôi cầu mong đang đi không có con Freddy nào ôm tụi mình quá. Sun nè. Giật mình. Giật mình. Ông làm tôi sợ quá, tưởng ông là có ai ôm tụi mình á. Không phải, tại vì là mấy cái này nè, phóng chiếu đèn cho nó sáng lên nè, cho nên nhìn mình tưởng cái con gì giật mình đó bạn ơi. Ở quanh đây á có rất là nhiều búp bê cái kiểu bị bỏ lại luôn. Cầu thang kìa. Ồ, có cái cầu thang nè, để lên cầu thang xem thử nha các bạn nha. Đây, để lên trên coi ở trên có gì không nha các bạn. Tôi sợ mấy cái game mà kiểu chị. Trời má ơi, cái thùng nó rơi mà bà Sam bà la mà tôi cũng sợ theo luôn các bạn. Trời ơi, nó rớt xuống nó đè bẹp mình sao? Ok, để vào trong xem thử coi. Ui, tôi thấy con robot là tôi thấy bất ổn rồi nha. Mà. Cái con robot này hình như là con robot bảo vệ á bạn trong phần trước á. Thật á. Tại vì tôi không chơi phần trước thì tôi biết cái mấy cái con này. Tôi đâu có ý đâu. Tôi làm gì? Tôi đâu có ý đâu. Đừng có tới. Bây giờ cái sự thật là đừng bây giờ tới mấy cái con này các bạn. Gặp cái con gì tránh ra, đừng có tới gần. Okay, mình lấy cái đèn pin kìa. Lấy cái đèn pin của không nó. Không được. Được rồi. Cũng tới gần nữa. Không sống tới. Vậy? Mình hãy tới để mình xem coi nó có chuyện gì hiểu không? Cái gì vậy? Từ từ. Tôi đọc được không? Ê! Gì vậy? Có tiếng gì vậy? Hét to hét. Ui. Hình như có người kêu cứu. Đâu? Someone to help you. I can hear you. Ok. Là gì? Có ai đây không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Trời ơi ông này. Trời ơi, tôi rung quá, tôi đọc. Tôi rung quá, tôi không đọc được. Cái gì đây? Cái gì đây? Ồ, một cái máy một, gọi. Một cái radio. Cái đàm. À, cái bộ đàm. Bộ đàm. Bây giờ mình phải đi tìm một cái khu mà người bạn mình mắc kẹt nha các bạn. Bà đừng có la. Trời ơi, ông nghĩ nó rớt xuống đầu tôi không la. Nó rớt xuống trong game thôi bà. Sammy bình tĩnh đi, chưa có gì đáng sợ lắm. Tôi bà không la, tôi không la nó mới kỳ á. Hiểu không? Nó bị bà la đi. Tôi sợ. Thì người ta sợ, người ta la. Ok, bây giờ đi lo đi cứu bạn kìa. Đây, đang từ từ, đang lên cứu bạn đây. Bạn ơi, mình tới với bạn nè. Tính ra bạn cũng báo, tự nhiên vô đây ngồi gì tới bị bắt kẹt, bắt mình đi cứu à. Ui, mấy cái đường ống cái này. Có bạn nào giống mình hay không? Nhưng mà mình bị sợ không gian hẹp đó bạn. Rồi, tôi vô bình thường, tôi không sợ. Đi vô mấy cái không gian hẹp, chỗ này khó sợ muốn chết luôn. Sẽ khó thở bạn ơi. Đang đi, tự nhiên cái con nào đó nó nắm chân mình lại, nó kéo mình lại cái chết luôn bạn. Thôi, giờ biết nói sao giờ. Đừng có la. Trời ơi, tôi xin lỗi. Sammy đừng có la. Rồi, đang đi, nó rất ổn. Ui, dán kìa, ui.
Ui, cái đứa con này mà đem đi xào nước mắm ăn, trời ơi, cuốn bánh chén. Siêu ghét đi. Ôi, siêu chắc chắn siêu ghét chơi giờ này. Ê, tơ nhớ giúp mình đoạn nào mà mình với Sam la to á, bạn giảm nhỏ xuống nha. Không thôi là người ta coi người ta bị giật mình theo bọn mình đó bạn. Người ta giật mình vì tụi mình giật mình chứ không phải vì biết cái quái quái này. Dưới đây tàn gián rồi. Ui. Ơ. Ôi nè, đây manh mối đầu tiên đây rồi. Ủa. Cái này hình như là cái mô hình của con Chica phải không? Ui. Chica đó. Mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, trong phần trước Chica của chúng ta vẫn còn đẹp, bây giờ phần này Chica chúng ta biến thành một con robot xấu xí. Hình như Chica bị cháy rồi, Phong ơi, bị cháy rồi. Hình như Chica đang bị cháy á bạn, hình như là nó mới có xảy ra vụ cháy hay gì đó, Chica bị cháy nè. Khoan từ mình đi, Chica cứ đi theo mình không vậy? đừng đi theo mình nha, mình không cần bạn đi theo mình đâu. Đây, có cái ổ điện nè. Đó. Hình như là mình phải lấy được một cái gì đó dùng để mở cửa đó Sam ơi. Là cái chìa khóa hay cái gì đó đúng không? Đúng rồi, mình phải đi xung quanh đây mình kiếm nè. Ok, để xem coi. Ôi, kìa. Đây, nó đây. Yeah. Ok. Mình sẽ sử dụng cái này để mình mở cửa nha các bạn. Ok, đi vào hôm nay. Sau đó lắp, hình như là bắm E nè. Đúng lắp rồi. Cái này vô. Cắm vô. Rồi, hình như là nhiệm vụ của chúng ta để xem coi. Là phải cho màu xanh và màu đỏ nó bằng nhau. Ok. Đó, màu xanh với màu đỏ nó phải bằng nhau, sao hiểu không? Không hiểu gì hết trơn. Cái gì vậy? Ok, mở được cửa. Bà A cho đã, sao bà không hiểu gì hết trơn. Ok. Xung quanh, các bạn hiểu không? Chúng ta chơi game kinh dị là chúng ta phải nhìn xung quanh trước khi chúng ta bước vào trong một căn phòng. Tại vì chắc chắn sau lưng chúng ta phải có cái gì đó. Nó càng ngày càng tối vậy. Ui, nó càng lúc nó càng tối các bạn ơi, sợ thực sự luôn á. Tôi ghét chơi game kinh dị lắm, mà không hiểu ông nào có thích kêu tôi chơi game kinh dị không. Tôi kêu mà, tôi kêu không chơi. Nóc nhà kêu phải chịu thôi bạn, giờ biết sao. Giờ xuống đây. Ui trời, tôi nhìn cái này tôi tưởng cái đầu lâu sao mà giật hết cả mình luôn á. Đầu con dịch vậy. Đầu nè, cái đầu của con robot bảo vệ hay sao á. Yes. Nè cái tay chân của nó nè. Cái chỗ này bây giờ là nát bét các bạn, không xài cái trơn luôn á. Đó, nó hù á, nó bắt đầu nó hù á. Trò này nha. Trò này quen nó hay rồi. Hù á. Quen rồi, đừng hù nha. Nó có cái ống kìa, coi ống kìa đó. Là mình chui vô cái ống này hả? Cái gì vậy trời? Biết kìa, không chui rồi. Mệt quá. Ê, cái trò này đi đâu là lạ lắm. Thật sự. Ê, trò này đi đâu là lạ lắm, nó hù không à. Ủa vậy thua rồi hả? Ủa? Không, bây giờ mới bắt đầu, nãy giờ là intro thôi. Bây giờ mới bắt đầu cái intro ơi. Nó dài. Cái intro mà nó lâu thật sự luôn á. Anh cho tới đây nó hù mình dữ ha. Cái intro mà nó dữ vậy rồi rút mà vô thì sao? Trời ơi, cái này là cái hầm của con cá sấu các bạn ơi. Đúng thiệt, tôi nói đúng thiệt. Nhưng mà sao cái hầm của nó chảy ra cái nước gì nó ghê vậy? Trời, nước cống chứ nước gì ông nội? Đáng hôi lùi à. Rồi cái nước này mà uống một cái chắc là đang xuất khỏi thế giới luôn. Khỏi chuyển sinh luôn. Sao uống nước ông nói vậy hết uống nước mà. Sam đang chuẩn bị uống nước, tôi nói xong câu đó Sam không muốn uống luôn à. Cái này gì đây mình chui qua. Cái cầu tược. Tiếng gì vậy? Tiếng gì nữa vậy? Đừng có con gì nhào ra nha, tôi sợ lắm đó. Ôi trời. Có nội không có nội. Mấy cái đạn chui chui kiểu này hay có con gì nhào đó lắm nè. Chắc luôn. Che mặt thôi chứ. Ôi nó nghe rắn cười kìa. Anh robot. Ô, Kairon. Ô, anh Kairon. Không, anh này màu vàng, anh này là Mr. Dịch. Ô, anh ấy đưa cho mình một cái mặt nạ. Dùng để làm gì vậy Sam? Wow. Tâu cuốn, quá ngầu. Ui. Đeo vô mình thấy được cái này hả? Đeo vô để mình thấy được mấy con này hay sao các bạn? Hình như là vậy đó. Mình đeo vô là mình sẽ có thể thấy được cảm giác xung quanh mấy bạn rõ à. Hơn mình. Okay, thấy rõ hơn mọi thứ xung quanh. Ồ, nhìn kìa. Chầm. Toilet màu hồng dễ thương vậy? Ồ, toilet màu hồng, nhà vệ sinh màu hồng, vô cùng dễ thương luôn các bạn ơi. So cute. Cái đeo mặt nạ có khác gì không? Ok, để đeo mặt nạ cho xem thử xung quanh có gì lạ không nha. Ủa, ông đi xuyên cửa đúng không? Ủa? Đó, thấy chưa? Cái mặt nạ này có thể giúp mình đi qua xuyên những cái cửa mà mình không đi được. Wow, vậy là cái mặt nạ này giúp cho chúng ta có thể đi xuyên qua những cái cửa. Đúng rồi. Ồ, ghê vậy ta, đẳng cấp. Trời ơi. Ê, giờ tháo ra. Từ, bên đây có cái máy gì nè. What's that supposed to be? Ồ, camera. Ui. Ui. Bạn có thấy con gì nó bò không? Đâu vậy?
Ê mặt nạ vô, mặt nạ vô để quan sát xung quanh coi. Nghe có tiếng cười. Oh my god, trời ơi mấy bạn ơi, rung quá, tôi ghét mấy cái game kiểu này. Ok, bên này có mấy chơi game nè, để mình chơi game hả? Trời. Hình như là mình phải chơi game hay sao á. Đang chơi game. À, là mình chơi game trong lúc mình đang chơi game đúng không? Đúng cái rồi. Này là mình chơi à. Cái bóng. À, là mình đánh cái banh này qua văng qua bên kia là được đúng không? Đúng rồi. À, nó vào trong cái lỗ rồi được. Ok, hiểu. Rồi bây giờ đánh cái banh lăn lên, lăn qua đâu? Cái lỗ. Cái lỗ này. Go. Trời. Trời ơi, mà trời ơi. Mà trời ơi, vô hả ghê chưa? Quá đơn giản với Phong. Xong rồi. Vậy chơi chi gì mệt. Thì ra cái máy nó cho chúng ta chơi giải trí thôi đó. Chờ cho đến lúc cái con kia nhào vô bắt mình thì mình chạy tiếp á. Cái kiểu vậy. Ừ. Hay ghê á. Rảnh ghê, trong lúc đang ở trong cái nhà này sợ muốn chết lại đi chơi game. Rảnh thật sự. Đi tới. Đi tới luôn hả? Ờ tới kìa. Phải không? Không thấy cái đường ống không? Tôi nghĩ cái đường ống. Đây, cái giống mũi tên nó chỉ mình đi lên nè. Chỉ mình lên đây à. Ok. Là mình đi theo cái ống đúng không? Đúng rồi. Ok. Tôi nói hết chứ em không thấy không tưởng chị nè. Có cái tiếng gì kìa? Cái gì? Ồ, đây rồi, một cái mặt nạ thỏ gì đây? Ok, từ để xem. À, đây rồi, thấy rồi. Đây có trời cái dây này nó ở đây. Cái dây bự gì mà không thấy à, luôn. Đây cái thùng này chắc là phải tắt cái thùng này nè. Ủa mà cái thùng này là ổ điện hả? Kỳ vậy. Ủa điện là cái thùng ta? À không, chắc cái thùng này chứa một cái chất liệu gì đó, năng lượng gì đó bên trong. À, ok mở được rồi nè. Ui. Mở được rồi nè. Ui. Ô. Giờ nói điện hả? Giờ mình làm gì? À là mình sẽ phải nối cái này lại với cái kia. Ok, nối cái bánh lại với cái bánh nè. Dễ trời. Ôi trời, cái này dễ. Yeah. Ôi. Rồi xong rồi đó. Đây xong rồi đúng không? Ủa sao đường mình đi vậy? Nó nâng lên cho mình một cái đường để mình đi qua nè. Ui, có một cái hầm. Wow. Chui vô cái hầm này. Hầm điện luôn. Từ để mình mở mặt nạ cho bạn xem dễ hơn nè. Ok. Đừng có con gì nhào ra nha. Đừng có nói. Ông đừng nói là nó không có gì à. Không, mình phải nói vậy để mình chuẩn bị tinh thần trước sao, hiểu không? Khoan từ, ở bên đây nó có gì nữa nè. Đeo mặt nạ vô. Ok. Lại một cái dòng điện đó rồi. Tắt cái dòng điện đó kìa. Ồ, lại thêm một cái dòng điện nữa. Từ cái dây nối vô đâu đây? Cái thùng này. Ui, nhiều thùng quá vậy. Hai thùng luôn. Ok, vậy mình đi qua cái thùng này trước nha. Bên này nó dẫn qua đây nè. Ồ, nó dẫn với con cá sấu. À, là con cá sấu nó truyền điện vô hả? Tắt nhiều điện nha. Tắt điện đi. Ok, tắt nè. Bên xong rồi nè. Còn cộng nữa kìa. Còn cộng bên này. Đây, cái thùng này. À, cái gì nữa vậy? Ôi. Ui. Cái gì vậy? Ui. Ê, nó gần mình kìa, chạy đi. Chạy đi đâu? Không biết. Chạy đi đâu? Ui. Sao nó đi theo mình hả? Ui, nó đi theo mình các bạn ơi. Ui gì vậy? Ui, mấy bạn nhìn nó dịch chuyển theo mình nè. Oh no. Bây giờ sao? Giờ sao? À, là mình phải vừa chạy thoát khỏi con. Ui, có em con bên đây nữa nè. Phải tắt cái điện hả? Nha, mình tắt cái nha bạn ơi. Nha. Đứng rồi. Tôi đứng đó vậy. Ôi. Ôi, con cá sấu nó bò theo bên kia. Linh hồn của cá sấu. Linh hồn của con cá sấu nó bò theo bên kia. Sao ơi. Ôi, đúng không? Ôi. Ôi. Ủa? Tôi không thể nào tôi chấp nhận tôi thua vậy được các bạn ạ. Tôi phải chơi lại. Ok. Rồi đem mặt nạ vô lại nè. Ok. Rồi. Mở cái dây điện ra được vậy, đúng không? Đi nhanh. Tắt nhanh lên Phong ơi, ông chạy luôn với tôi. Ok, tắt rồi mình chạy luôn nha. Rồi. Chạy rồi, đi. Nè, rồi chạy qua đây. Tắt cái bên này luôn. Đúng rồi. Rồi tắt rồi. Rồi mình phải qua đây mình tắt cái con này. Kích hoạt nó. Trời ơi, còn chơi game nữa. Nhanh. Ok. Tắt đèn đi, kìa tạp chí đây. Mèo. Trả lại tạp chí tôi đây. Vậy cho đỡ sợ. Tắt đèn là nó hết rồi bạn ơi.
Rồi, bên này vẫn phải tắt hả? Đây, tắt thêm cái này nữa. Ra nguồn điện nó được phân phát rất nhiều thứ khác nhau nha. Này là con có bông á, phải không? Ủa, còn cái nữa nè. Bên nào nữa? Ôi ôi ôi. Kệ đi, tắt nó đi. Nó kìa. Nó đây, nó đây, nó đây, nó đây. Ủa rồi bây giờ mình chạy đi đâu? Quay chồng mình chạy đi đâu Sam ơi? Không biết. Mình chạy đi đâu Sam ơi? Ê, bây giờ mình nói thằng nào đó, mình chạy được nó không? Còn một con bên kia nữa nè, con cá sấu nữa nè. Ôi, con cá sấu cái Sam ơi đó kìa. Ui, bây giờ mình chạy đi đâu Sam? Ai biết? Bây giờ mình sẽ chạy đi đâu các bạn ơi? Tôi không biết chạy đi đâu hết các bạn ơi. Sao sao chạy thôi, chạy thôi, cứ chạy thôi, cứ cửa hay gì đây không? Có cái hầm kìa. Ôi, có cái hầm, cái hầm. Ui 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 ui, con cá sấu bị đè rồi, con cá sấu bị đè rồi. Chạy quay 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 quay, chạy 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 chạy. Thôi cứu một bạn báo quá. Từ đem mặt nạ cho coi xung quanh đây có gì nữa không. Đây, quanh đây, xung quanh đây có gì nữa không? Có gì hết. Ok, tháo mặt nạ ra. Robot thì tôi thấy nó đứng ở đây, tôi thấy nghi nghi nha. Tí nữa khi nào đuổi theo mình nữa các bạn. Em đang nhúc vậy ta? Tôi thấy nó hơi nghi nghi, nhúc nhích, nhúc nhích. Động đậy nè. Ok, có vẻ an toàn rồi các bạn. Có vẻ là an toàn, có vẻ là an toàn. Có vẻ thôi nha. Có vẻ luôn. Có vẻ là an toàn rồi. Không bao giờ an toàn, các bạn luôn nhớ mình. Vẻ là an toàn thôi chứ, an toàn chưa thì mình chưa biết. Ok. Mấy bạn đừng quên. Ý, cái tiếng gì vậy? Ủa, mấy bạn ơi đừng quên like video này tụi mình đỡ sợ nha. Like để ủng hộ tụi mình nha các bạn. Đỡ sợ liền. 1000 like để phòng hết sợ. Trời ơi, 20k like á mới đủ. Này. Ok. Thôi. Đó, ok. Ồ, mở cửa rồi nè. Cái gì vậy? Đây là cái gì nữa nè, phải đeo mặt nạ vô tiếp nè. Đây. Ủa hả? Ủa, bây giờ là nó kết nối vô cái miếng bánh pizza luôn hả? Pizza Bluetooth. Pizza Bluetooth luôn, pizza và có Bluetooth luôn. Wow, ok, còn một cọng nữa. Cọng này là nối vô bên này, bên này, bên này là nối vô gì đây? Ồ, có khi nào nối vô cái lon nước ngọt không? À, nối vô cục tạ. À không, viên bi, viên bi. Có ý nghĩa gì ông ta kia nối nguồn điện này nhỉ? Tôi nghĩ là nó phải có ý nghĩa. Đúng gì rồi, đó nó mới nói với cái bánh pizza. Pizza nó liên chẳng quan hạn đến... như là có người đói bụng quá người ta mới kết nối với bánh pizza. What? Hiểu không? Người ta ăn hả? Ừ đúng rồi. Rồi mấy mốt sẽ kết nối vô cái toilet, nếu như có người người ta mắc toilet sẽ kết nối vô toilet. Đang đi. Ủa? Gì vậy? Ủa gì vậy? Ôi! Em gỡ bắn đá ra được không? Ôi! Thỏ ơi, đừng đuổi mình Thỏ ơi. Mình cũng có một, mình cũng có một người bạn tên là Chiron, bạn ấy cũng là Thỏ đấy. Là đồng loại với nhau thì không nên hại nhau bạn ơi. Cởi mặt nạ ra. Không cởi mặt nạ ra được. Ôi trời, đúng ác luôn, mà bị đuổi cái nó không được gửi mặt nạ ra là sao? Rồi cởi đôi nè. Ra vậy là mình không thấy nó là không sợ rồi. Ok. God, sợ ấy à. Cái game này á bạn mình chơi nha. Ôi con búp bê dễ thương ấy. Cái game này các bạn chỗ nào? Cái game này các bạn mình chơi nha, là mình không có cảm giác kiểu bị sợ mà sợ bị mấy con quái vật đuổi nữa kiểu đâu, mình chỉ sợ là những con quái vật nó xuất hiện bất ngờ các bạn. Đúng rồi. Nhào ra cái giật hết cả mình. Ok, từ tiếp tiếp bên này là không. Lại có gì nữa nè? Cái gì nữa nè? Thỏ nữa đúng không? Rồi lại nói dây. Trò này vô làm thợ điện hay gì vậy? Đúng rồi, trò này giống kiểu như mình có lượn đi giải cứu bạn không hay là mình làm đây tập làm thợ điện vậy? Chắc là mình đang đi tập làm thợ điện sửa điện. Nhiều dây dữ hả? Cụm dây này dài dữ hả? Ồ, cụm dây này. Ồ, búp bê này em khen nè. Nói với trong người con búp bê. Lại nói kìa. Búp bê thấy nó xuất hiện nữa đúng không? Kìa nó bên này nữa nè. Không, mình không tháo mặt nạ được. Mình tháo mặt nạ là mình sẽ không thể nào mình tìm được đường cụm dây. Ui nó đang dịch chuyển qua bên đây các bạn ơi. Mình phải chạy nhanh thôi. Nhanh lên đây, chạy nhanh lên đây, chạy nhanh lên đây. Kệ nó luôn, kệ nó luôn. Kệ đi. Kệ nó luôn. Đây. Cái tiếp theo cọng dây này nối vô đây. Ở bên này. Ui hình như nó đang đứng gần tôi sao á. Thấy cảm giác kiểu có tiếng, có tiếng. Nhanh 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 nhanh.
tôi lại nghe tiếng của con cá sấu nó bò sao ơi. Cái gì đó vậy trời? Nhanh đi, nhanh đi, nhanh, nhanh đi, con cá sấu nó bò gần quá vậy. Con cá sấu nghe tiếng nó bò gần quá sao ơi. Nó bò gần cây mà tôi sao ơi. Chưa được. Bình tĩnh thôi. Tôi đang muốn bình tĩnh lắm sao nhưng mà nó hồi hộp quá. It's a dead end. Đây, đây là cái gì nữa đây? Hình như camera mình có thể di chuyển ở chỗ khác được. Được nè. Gì vậy? Ồ. Đi tìm hả? Ủa cửa mở nè. Mình mở cửa. Là mình phá đó ra để mình mở cửa. Ok, hiểu rồi. Tôi hiểu được cái camera dùng để làm gì các bạn ơi. Ui, bên này một con robot chưa hoàn thành bị lột sạch đó. Ui nay nè. Moon nhầm. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Tôi bắt đầu tôi quen dần rồi các bạn ơi, cho nên là tôi vẫn còn sợ. Tôi quen dần nha. Tôi vẫn còn sợ nha. Ui trời, mắt đó kìa. Hello bạn, bạn cận mấy độ ấy? Mình bị cận 4 độ nè. Bạn cận bao nhiêu độ mà thấy mắt bạn lòi vậy? Có mấy con nằm đây. Cứu tôi trời ơi, cứu tôi. Ui, lại một con búp bê nữa. Moon drop. Ui, cái khu này quen lắm nha. Khu này hình như là khu của Moon thì phải nè. Khu này là khu của Moon nè, lúc mà mình trốn chạy Moon. Ôi Moon kìa. Moon cười. Creepy laugh, nụ cười đáng sợ. Moon đang cười. Moon đang cười một nụ cười đáng sợ. Ai ai vậy? Thôi đừng hỏi. Tay của con Moon. Trời đèn vô mặt mày nè. Rồi nó té rồi. Ôi nó sợ ánh sáng. À Moon sợ ánh sáng. Nhưng là mình phải chạy thoát khỏi nó đúng không? Như vậy. Lẹ em tớm chơi nó. Khoan, mình đi xuống đường ống này vậy là mình thoát khỏi nó chưa? Hay là mình đang đi đến chỗ nó vậy? Tôi không biết. Ông kệ, ông cứ chạy thôi. Em mang mặt nạ bây giờ nên những lúc cần mặt nạ nè. Ôi. Ủa có xanh nè. Xanh nè. Xanh ơi đừng bắt mình. Bình thường mình nhớ xanh cười đẹp lắm mà sao hôm nay nhìn mặt xanh có vẻ hình như là đói lắm hả? Nhìn mặt xanh nó không khác kìa. Dạ? Xanh bì vậy? Lion, bật đèn lên. Bật đèn lên hả? Xanh như thích ánh sáng đúng không? Xanh muốn mình bật đèn lên các bạn ơi. Ê, trong phim là xanh là thiệt đúng không? Tôi không biết tôi đúng quá vậy, tôi biết. Ông còn nhớ tôi là ai không vậy? Tôi không nhớ bà là ai, bà tên gì, bà là ai vậy? Tôi tên Sam. Sam là ai vậy? Tôi không biết. Quên chi nhớ ơi bạn ơi. Bật đèn lên đúng không? Bật đèn cứu mình. Lại là mày nữa, chứ con thỏ này. Con thỏ này. Ôi trời ơi. Chưa kịp bật đèn là bị hại bạn ơi. Cái đoạn đó mình không biết các bạn ơi. Tôi nghĩ rằng là tôi cần phải nghiên cứu nhiều hơn về cốt truyện của game để tôi biết cái đoạn đó chúng ta phải bật đèn ở chỗ nào, chúng ta phải làm như thế nào, chúng ta phải biết nào vậy là công mình cái chỗ tụi mình nên bật đèn hay không, đừng quên công mình nha. Đúng rồi, chứ mình chưa biết bật đèn chỗ nào hết bạn ạ. Ok, và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ kết thúc tập đầu tiên tại đây đi và chúng ta sẽ làm tiếp tập 2 vào những ngày sau nha. Và nếu các bạn nào muốn bọn mình tiếp tục chơi game này đừng quên comment xuống bên dưới cho mình biết luôn nha. Ok, nhấn nút like video này nha mọi người. Còn cái gì? Bye bye. Phần 2 chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nha. Phải bật đèn được rồi mấy bạn. Chúng ta phải bật đèn nha. Đúng rồi. Chứ không phải là tắt đèn đi. Làm gì đây? Ok, tắt video nha, bye. Hello team, hello.